Trước mặt quý vị và các bạn, đây là một chiếc đồng hồ hàng Nhật Bản cổ nha. Thì trước này thùng đóng theo kiểu dáng phong cách của châu Âu, gỗ là bằng gỗ tự nhiên, gỗ thịt nhé, rất đẹp luôn. Đấy. Thì chiếc này có kích thước nó cao là 44,5 cm và chiều ngang này là 26,5 cm nhé. Thùng gỗ rất đẹp này, được chạm khắc hoa văn rất tinh xảo nhé. Ở bên trên được uốn hình cung kiểu lâu đài. Đây, gỗ này, gỗ rất dày nhé. Gỗ này là gỗ tự nhiên, rất dày đẹp luôn. Cái chiếc này máy đồng, toàn đồng hết luôn nhé. Từ cái mặt viền đồng, quả lắc đồng này. Đặc biệt cái quả chiếc này quả lắc là được in hình hoa văn bông hoa rất đẹp. Đó. Gông nó là gông vàng nhé. Thì chiếc này đánh chuông mỗi giờ. Đấy, gông vàng này. Máy thì riêng bản mình đã test chạy rất chuẩn rồi. Đây so với chiếc đồ điện tử này. Chạy chuẩn giờ luôn. Chiếc này dừng lại mất 1 phút rồi. Đây là bên Nhật họ ghi cả số 24 giờ mới 12 giờ mới này, các thứ linh tinh vào đây này. Đây là để nguyên quả của nó nhé. À, 10 giờ quá 10 tiếng. Máy còn đẹp, zin bản 100% mà chạy chuẩn giờ luôn. Đấy, thùng gỗ tự nhiên thì quá ok rồi, chất liệu bền là không sợ bị nở như gỗ ép nhé. Rồi bạn nào có nhu cầu mua liên hệ theo số điện thoại 035 874 2679 nhé. Và mình xin được báo giá luôn chiếc này là 1 triệu 600 ngàn nhé, 1 triệu 600k, giá rất tuyệt vời cho một chiếc đồng hồ cơ hai lỗ cót và có chuông có báo giờ. Con này tiếng chuông cũng rất hay luôn đấy. Rồi, bạn nào quan tâm thì liên hệ Zalo hoặc số điện thoại nhé, 035 874 2679.